đi xe máy. Abiraj. Chuchan. Dạ Chuchan. 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 Lubde ke liye to ye hai. Kya naam mua số cái áo cho tụi trẻ con ở trong này. 500,000. 500,000. 20,000. Yeah. Photo. Yeah, yeah, no problem. Friend gift. Yes. Yeah, that's it. Here, bro. Good morning. Và hôm nay là một ngày mới ở làng Raita, Himalayan Region ở Ấn Độ các bạn. Buổi sáng sớm thì trong ngôi làng này sẽ có rất là nhiều những người đi canh cù. Yo bro, how are you? How are you? Good, good. You on camera? My friends in Vietnam watching you. Okay. Achach! Wow, new hair! Come! New! Morning! Voila! Mấy đứa nhỏ này thích đi xe máy. Oh bro, how are you? All good? Yeah, yeah. Just stay. Long time. Happy, happy. Okay. Đây, làng cũ Abiraj mọi người này. Yes. Này. Voilà. Đây làng cũ tên là Abiraj. Abiraj có nghĩa là King of the King. Vua của những vị vua mọi người. Ơi Abiraj, handshake. Abiraj. Có sô cô la. Có sô cô la là vụ rất liền. Còn cái này. Dạ. Dạ, chú chan. Này dễ thương nghe á. Abu. Thằng này keo. Cho nó là xin lại nó không cho. Cho chú miếng nữa không? Cho chú miếng nào. Voilà. Thôi chú đùa đấy, ăn đi. Đây, cuộc sống của người dân ở ngôi làng Himalaya mọi người. Mắt thằng cu này to kìa. Chú chân, chú chân. Hi, xin chào cả nhà. Hiện tại thì cha anh đang đi xuống thị trấn mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở đây, cho nên là mình sẽ mua một số món quà cho tụi nhỏ trong làng. Đây là quang cảnh của một cái khu chợ thị trấn. Nói là chợ thôi nhưng mà thực ra là những cái shop nhỏ nhỏ bên đường vậy mọi người. Đây, mọi người theo chân mình nha. Cha anh sẽ mua một số cái món quà cho tụi trẻ con ở trong làng. Tại vì ngày mai là mình đi rồi. You have baby jacket? Baby jacket. Yeah. This one. Yeah, smaller, smaller. Small size. Mm. I share this one. Yeah. Đây, cho anh mua một số cái áo cho tụi trẻ con ở trong làng mọi người. You are from? Vietnam. Made Vietnam same. Vietnam. This is small size? Yes, yeah, small size. Okay. Yeah. This kidna. One, two, three. So 400 each. Yeah, one piece. Okay. This, I got some shirt for my friends. For my friend in the village, right? Huh? Yeah. For the kids. You have the hat. Tuero. Yeah. First time in India. Four times. You are chai? Huh? Tea. Pina hai? Sish. Sugar. This man, he invited me a chai. Thank you, brother. Yes. Thank you. Bên này có một cái shop cắt tóc.
Please come. Hello Jin. Đây là tiệm cắt tóc ở Ấn Độ các bạn nè. Nếu như mọi người thắc mắc một cái tiệm cắt tóc ở Ấn Độ trông như thế nào thì đây. À, nhìn giống như kiểu mấy tiệm cắt tóc của Việt Nam mình hồi xưa các bạn ha. Wow, là good. Very good. Yeah. Thank you bye. Okay, thank you bye. Mời tiếp một ly chai. You try? No? No. Why? No money? No, no. It is my shop. My shop, my father. Ah, your father? Yeah. Acha. My brother. He's here in India. They invite me try a lot, you know? Every house, every shop. It's incredible India. Yeah. This bro, if you want to see Vietnam currency, I'm going to show you. Yeah. See? Ở đây người ta hay tò mò về tiền của Việt Nam mình lắm anh ơi. Vietnam currency. 1,000? Yeah, 1,000. 2,000, 20,000, 20,000, 500,000. Bro, currency, India currency. 1,000. This is 10 rupee. 10 rupee. 10 rupee. 3,000. Currency, high currency. Yeah, high currency. Yeah. This is 70. 70. Yeah, 70 rupee. Yeah, 70. 500,000. 500,000. 500,000. 500,000. Yeah. Is it 20? 20,000. Yeah. Photo. Yeah, yeah, no problem. To inke liye wahan ke liye to bahut hai yaar. Give her 10 rupees. You show me 3,000. Thank you. Yeah. This is Bác Hồ. Bác Hồ. Yeah. Anh này đang hỏi cầm tờ tiền Việt Nam và tò mò về tờ tiền Việt Nam. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Yeah. Vietnamese really respect, really respect uncle, respect. Yeah. Memories, memory gift, friend gift. Yes. No. Memory. Friendship, thank friendship. Thank you. Yeah, handshake. Feel right. Đây mình mua thêm một chiếc áo cho bác chủ nhà này. Okay, this is good. Bác. $11 discount. Okay, discount. Yeah. Thank you. 100 discount. अरे 1500 रुपए की जिसको तो मैंने कम किया है कोई ना. Yeah, thank you. Your father. Your father not happy. It's okay, sir. Nein. Nein, nein, nein. No. No, no problem. No. Okay. This is for 100 discount. If you happen in Bát Gari, check his shop. Go his shop. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Voila. Fresh. Namaste, Ji. Yeah. Nice to meet you. Hi, cả nhà. Hiện tại thì Chan đang có mấy cái đồ quần áo mọi người mới mua cho tụi trẻ con ở trong làng. Và bây giờ thì mình sẽ đi tạo bất ngờ cho tụi nhỏ nha. Chan bay. How are you? Well, good. Thiki. Hello. Vòng tay lại. Dạ. Chú. Chan, okay, high five. Where's Abu? Chan, yes.
No, no. Friend, tomorrow go. Uncle give. Abu. Abu mà đẹp rồi. Chú. Hello, this is a gift for you. Emotional. Voilà. Thank you. Fit. Very good. Very good. It's warm. Yeah, warm. All village member. All village people. Yes. Very good man. All people. Yeah, I'm trying to be. Before, I was really bad. Now, I try to be a good man. Good man. Tomorrow, go. All people emotional. All people emotional. Yes. Đây là không gian bếp của làng Raita mọi người. À, có 5 cái. Krishni. Anup. This is Himalayan kitchen. Krishni is making pakori. Pagori. 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 Snack. It's good, chi? Good? Good. Very good. Dàn bếp rất là nhiều tiếng cười mọi người ạ.